Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Thực hư chuyện CEO Bảo Hoàng làm ban giám khảo Miss Universe 2022, Hoa hậu Ngọc Châu sẽ trúng lớn. Nhiều người cho rằng nếu CEO Bảo Hoàng làm giám khảo Miss Universe 2022, Ngọc Châu sẽ có lợi thế khi chinh chiến. Gần đây trên mạng xã hội rộ thông tin, chủ tịch Miss Universe bà Paula Sugat lấp lửng hai vị trí giám khảo của cuộc thi Miss Universe Hoa hậu Hoàng Vũ 2022. Người đầu tiên được nhắc đến là Miss Universe 2018, Catriona Cray, người Philippines. Người thứ hai là một CEO ở Việt Nam. Từ dữ liệu này, nhiều người đã gọi tên Trần Việt Bảo Hoàng, CEO của cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam, và cho rằng không thể là một ai khác. Thông tin trên ram rang dẫn tới việc hàng loạt kênh TikTok đăng tải bài viết khẳng định CEO Bảo Hoàng là giám khảo chính thức của Miss Universe 2022. Tuy nhiên, được biết thông tin có nguồn gốc không rõ ràng, phía tổ chức Miss Universe chưa có thông báo chính thức nào liên quan. Hoa hậu Catriona Cray cũng chưa hề xác nhận việc ngồi ghế nóng. Cho tới mới đây, CEO Bảo Hoàng chính thức lên tiếng về sự việc này. Anh khẳng định không có chuyện mình được mời làm giám khảo Hoa hậu Hoàng Vũ. Làm sao giám đốc quốc gia của một nước được mời làm giám khảo Hoa hậu Hoàng Vũ? Không bao giờ có chuyện đó. Tôi không thể lên đính chính hàng ngày các thông tin, nhưng cũng có điều muốn chia sẻ là thông tin và sự thật chỉ có một. Bây giờ mọi người tạo ra thông tin quá nhiều, nên có quá nhiều thông tin không thật, và giới trẻ dễ bị đầu độc bởi những thông tin không thật đó. Nam CEO cho hay. Nhiều người cho rằng, nếu CEO Bảo Hoàng làm giám khảo Miss Universe 2022, Ngọc Châu sẽ có lợi thế khi chinh chiến. Miss Universe 2022 là mùa giải thứ 71 được tổ chức. Cho tới hiện tại, đã có 41 quốc gia tìm được đại diện cử đến đấu trường nhan sắc này. Đại diện Việt Nam là Nguyễn Thị Ngọc Châu, người đẹp đoạt vương miện Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2022 vào cuối tháng 6 vừa qua. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.